Viện Sử Toán Thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với câu chuyện lịch sử về vị đế vương nhà Hồ, Hồ Quý Ly, vị vua đầu tiên của nhà Hồ, một nhân vật với những cải cách táo bạo thế kỷ thứ 14. Đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về ông, song điều mà tất cả chúng ta đều rõ. Cuối đời, ông bị giặc Bắc giải về Trung Quốc và mất bên ấy, chưa rõ được chôn nơi nào. Vậy mộ của ông ở đâu trên xứ người? Để tìm hiểu điều này, các nhà sử học, khảo cổ học đã tận tâm tìm kiếm, song đều chưa có câu trả lời thỏa đáng. Một phần thông tin được lật mở khi hai nhà sử học Đỗ Đình Chuẩn và Trần Văn Giáp tiến hành tìm kiếm mộ của vị vua nhà Hồ. Đó là câu chuyện kéo dài nhiều năm. Hãy cùng Viện Sử Toán Thư tìm hiểu ngay sau đây. Ly Kỳ tìm mộ vua Hồ Quý Ly ở nơi đất khách. Năm 1400, Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Năm 1406, quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạch chỉ huy, lấy danh nghĩa phò Trần diệt Hồ, kéo sang xâm lược. Năm 1407, quân Minh đã diệt nhà Hồ, bắt Hồ Quý Ly cùng các con là Hồ Nguyên Chừng, Hồ Hán Thương, theo đó là nhiều quần thần, thợ giỏi, sư sãi đưa về phương Bắc. Sau này, Lê Lợi khởi nghĩa thành công, lập nên nhà Hậu Lê. Số phận của những người bị quân Minh bắt đi vẫn rất mờ mịt, hầu như không có thông tin gì. Con cháu nhà Hồ còn sống sót ở Việt Nam những năm sau này đều mong mỏi biết về số phận mồ mả tổ tiên nhưng bặt vô âm tín. Câu chuyện về hai người khao khát tìm mộ của vua Hồ Quý Ly. Ông Đỗ Đình Chuẩn, sinh năm 1931, mất năm 2013, là người đã có hơn 50 năm làm việc trong ngành khảo cổ. Ông được ghi nhận là người khai quật mộ cổ nhiều nhất Việt Nam, có hơn 100 ngôi mộ. Từ nhỏ, ông đã rất hâm mộ Hồ Quý Ly cùng những cải cách của nhà Hồ. Năm 1955, ông được cử sang Trung Quốc làm chủ nhiệm một số lớp ở khu học xá Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, ông may mắn gặp được học giả Trần Văn Giáp, từng du học ở Pháp, làm việc ở Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Ông Giáp được nhiều học giả Trung Quốc khâm phục, thậm chí gọi ông là Quách Mặc Nhược thứ hai, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc với nhiều nghiên cứu về văn tự cổ. Thật bất ngờ khi ông Giáp cũng rất quan tâm đến Hồ Quý Ly và cung cấp cho ông Chuẩn nhiều thông tin, các tài liệu quý giá liên quan đến nhà Hồ ở các thư viện Trung Quốc. Trong quá trình ở Quảng Tây tìm mộ Hồ Quý Ly thì ông Chuẩn lại tình cờ phát hiện ra mộ của chí sĩ Nguyễn Thiện Thuật, người anh hùng của khởi nghĩa Bãi Sậy. Cuộc đi tìm mộ Hồ Quý Ly. Hai vị Trần Văn Giáp và Đỗ Đình Chuẩn đã gặp nhau tại Quảng Tây Trung Quốc vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, cùng đi tìm dấu vết của mộ vua Hồ Quý Ly và tìm hiểu về đời sống của hậu duệ họ Hồ tại đó sau cuộc lưu đày. Vì theo lịch sử của nhà Minh, Hồ Quý Ly đã mất tại Quảng Tây cùng một số thân thuộc họ Hồ. Lúc gặp nhau để cùng đến các địa điểm nghi vấn có mộ Hồ Quý Ly và con cháu họ Hồ, thì giáo sư Trần Văn Giáp đã là một nhà nghiên cứu sử học, ngôn ngữ học và dân tộc học nổi tiếng ở Việt Nam, tuổi đã hơn 60. Còn nhà khảo cổ học Đỗ Đình Chuẩn, 30 tuổi, được cử sang du học ở Trung Quốc. Họ đi khắp nơi, các địa phương, đến cả Dinh Tổng đốc Lưỡng Quảng, tìm đến tàng thư cổ của Việt Nam ở Côn Minh, Vân Nam, xem xét, nghiên cứu kỹ các tài liệu, các bản đồ sưu tập được. Công việc có thuận lợi vì lúc bấy giờ giáo sư Trần Văn Giáp đang làm việc tại các thư viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quế Lâm, nhất là vùng Quảng Tây. Dựa trên các tài liệu truy cứu từ những thư viện trên, hai ông Trần Văn Giáp và Đỗ Đình Chuẩn đã đến tận những nơi cần thiết để dò xem dấu vết của mộ Hồ Quý Ly cùng với những người Việt bị lưu đày và chất chôn ở đó. Nhưng cuối cùng, hai ông có được kết luận bất ngờ, khác hẳn với những khẳng định trước kia, rằng thông tin Hồ Quý Ly cùng các bộ tướng, thân quyến bị bắt đầy đi lính và mất ở Quảng Tây là không đúng. Vậy thì mộ Hồ Quý Ly nằm ở đâu? Đến năm 1962, ông Đỗ Đình Chuẩn phải trở về nước để chuẩn bị tham gia cuộc khai quật lớn đầu tiên tại Việt Nam và phát hiện ra những hóa thạch trên vùng Lạng Sơn. Những năm sau đó, mặc dù thất bại, ông vẫn cất công tổng hợp tài liệu về Hồ Quý Ly trên đất Trung Quốc, trao đổi và hỏi ý kiến giáo sư Trần Văn Giáp để chọn lọc tài liệu, đối chiếu các bản đồ có trong tay ở nhiều vùng mộ trí của các dân lưu đày trên đất khách. Ông vào Thanh Hóa, về thành Tây Giai, thành nhà Hồ, giáp nối các điểm có thể liên quan đến dấu vết của con cháu nhà Hồ còn sót lại như Hồ Quý Công,
cháu Hồ Quý Ly trốn thoát vào đất Quảng Ngãi và có miếu thờ ở tỉnh Quảng Nam. Ông đến Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tìm hiểu, ghi chép những nội dung cần thiết trên di mộ của võ tướng Đỗ Đình Hầu, người có công với nhà Hồ trong công cuộc chinh phạt quân Chiêm Thành. Chiêm Thành lúc ấy âm thầm cấu kết với nhà Minh để tạo thế gọng kìm, âm mưu với bức đất Việt. Sau ngày giáo sư Trần Văn Giáp qua đời năm 1973, ông Đỗ Đình Chuật dần dần tìm thấy ánh sáng le lói qua các dấu vết và thông tin sử học từ nhiều nhà nghiên cứu có uy tín khác. Trong những thông tin đó, ông chấm dấu đỏ vào một địa danh đáng chú ý nhất trên đường tìm kiếm. Núi Lão Hổ Sơn nằm trên địa bàn thôn Kim Lăng thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Theo ông đoán định, đó là nơi có mộ của Hồ Quý Ly và gia tộc họ Hồ sau cơn quốc nạn. Từ đó, ông mong sao đến tận Nam Kinh tham cứu thực địa. Nhưng mãi sau năm 1975, lúc đã vào Nam để tiến hành các cuộc khai quật khảo cổ học mới, ông vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Đến đầu thập niên 1990, ông được cộng tác với nhiều người cùng chung chí hướng tại thành phố Hồ Chí Minh nên dự định đi tìm lăng mộ họ Hồ bên Trung Quốc lại sống dậy mãnh liệt. Nhất là như ông nói, suốt mấy đêm liền tôi không ngủ được, hình như có sức mạnh siêu hình hối thúc tôi lên đường. Tôi linh tính cơ hội đang đến gần, hễ chớp mắt ngủ được một lát thì có ai lay tôi thức dậy, bắt tôi tưởng tượng về một chuyến đi tìm mộ mà tôi chưa đủ điều kiện để sắp đặt. Không ngủ được, tôi lại ngồi dậy lôi tấm bản đồ đã cũ rách vì xem quá nhiều lần, xem đi xem lại để mắt đến khu vực thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô trên bản đồ. Đó là nơi giam giữ tù binh gồm những người Việt Nam yêu nước chống quân Minh xâm lược thuở nào. Tôi nhủ thầm trong đầu, đâu là núi Lão Hồ Sơn, đâu là thôn Kim Lăng, nơi chôn những nắm xương tàn của người Việt bị đẩy sang và có thể là nơi Hoàng đế Hồ Quý Ly an nghỉ. Tôi lại tự hỏi, suốt 600 năm qua, những linh hồn xa quê lạc xứ ấy phải chịu cảnh mồ hoang cỏ rậm, ai là người lo hương khói cho họ? Lòng tôi quặn đau cùng cảnh ấy và tôi thề rằng quyết tâm làm sáng tỏ sự việc, mặc cho hậu thế hiểu họ sao thì hiểu. Do điều kiện công việc lúc bấy giờ, ông Chuật không có cơ hội để tiếp tục đi tìm mộ. Sau này, khi cách mạng văn hóa nổ ra, ông Chuật phải về nước. Từ đó, ông chỉ đi tìm dấu tích về nhà Hồ ở trong nước. Nhất là sau khi xảy ra chiến tranh biên giới, ông Kháng không có cơ hội để sang Trung Quốc tìm mộ vua Hồ. Thời điểm đã tuổi 70, sức khỏe giảm sút, ông Chuật rất vui mừng khi con cháu họ Hồ đã tài trợ chi phí để ông sang Trung Quốc tìm mộ. Xác định đây là chuyến đi lớn cuối đời, ông nghiên cứu tư liệu, chuẩn bị kỹ cho hành trình. Và đây là khoảng thời gian quý báu mà ông tìm hiểu được nhiều câu chuyện ly kỳ về dấu tích ngôi mộ mà bấy lâu nay ông và người bạn quá cố là ông Giáp đang tìm kiếm. Tung tích của Hồ Quý Ly trên đất nhà Minh. Các cuốn sử của Việt Nam chỉ ghi nhận việc cha con Hồ Quý Ly bị giải về Trung Quốc là hết. Phần còn lại được ghi chép khá rõ ở các cuốn Minh Sử, Minh Cảo Sử, Minh Thực Lục, Minh Thông Giám, Quốc Triều Hiến Chính của nhà Minh. Sau khi bị giải đến Kinh Đô, ba cha con Hồ Quý Ly chỉ bị xử rất nhẹ. Hồ Huyên Trừng, Hồ Hán Thương được phong quan làm việc cho nhà Minh. Riêng Hồ Quý Ly, một số tài liệu cho rằng bị đẩy làm lính thú ở Quảng Tây rồi bị giết bí mật. Tuy nhiên, ông Chuật không tin vào thuyết này vì khi quân Minh đưa quân sang xâm lược nước ta đã vu cho Hồ Quý Ly hơn 20 tội. Toàn tội đại nghịch như là tiếm ngôi, giết vua, chém sứ, lấn đất thiên triều. Thế nên, nếu muốn giết thì có thể chém ngay giữa điện Phụng Thiên để giao y, không cần phải dùng cách tiểu nhân. Bản thân Hồ Quý Ly khi bị bắt đã hơn 70 tuổi, già yếu, khó có khả năng trốn thoát về đất Việt và cũng không còn lực lượng, nhất là bị dân chúng ghét bỏ, cho là cướp ngôi nhà Trần. Ngoài ra, Hồ Huyên Trừng được trọng dụng để chế vũ khí, nên nhà Minh cũng muốn giữ mạng Hồ Quý Ly để các con yên tâm phụng sự. Khi bị quân Minh bắt về Nam Kinh, Hồ Huyên Trừng được vua Minh tha bổng, trọng dụng nhờ tài chế súng thần cơ, cất nhắc lên những chức vị khá cao như Tả Thị Lang Bộ Công. Khi mất, Hồ Huyên Trừng được truy phong thượng thư. Sách Việt Kiện Thư của Lý Văn Phương đời Minh có ghi: súng thần cơ có được gần đây, dùng sắt làm tên, bắn đi bằng lửa, đi xa ngoài trăm bước, nhanh chóng kỳ diệu như thần, nghe thấy tiếng là lửa đã đến. Sách Quảng Dương Tạp Ký đánh giá: súng giao chỉ nhất thiên hạ, Hồ Huyên Trừng làm đến chức thượng thư bộ công, được quân đội Trung Hoa tôn là thần của hỏa khí. Tác giả Trương Tú Dân trong bài viết Cống hiến của người giao chỉ đời Minh ở Trung Quốc kết luận: Minh Thành Tổ biết súng thần của giao chỉ là thứ vũ khí lợi hại mà Trung Quốc chưa từng có, cho nên sai người chế tạo.
quân đội Trung Hoa mỗi khi tế binh khí đều tế Hồ Nguyên Chừng tôn vinh là thần hỏa khí. Có thể đó là lý do tại sao nhiều phong sử của nhà Minh lại ghi rằng sau khi bị hải tội thì Hồ Quý Ly chỉ bị giam vào ngục chờ phán quyết, mà sau đó cũng không thấy có phán quyết gì với ông, tức là ông đã bị giam hoặc là giam lỏng đến khi chết. Một tài liệu khác thời Minh có ghi chép trò chuyện với con cháu Hồ Quý Ly cho biết Hồ Quý Ly chết khi hơn 80 tuổi, chôn ở Kinh Đô. Sau đó, con cháu cải táng chôn ở núi Trung Sơn cách đó hơn chục dặm. Ông chợt tin là tài liệu này đúng hơn cả và ông cho rằng nơi chôn cất Hồ Quý Ly ở núi Trung Sơn là núi Lão Tử hiện tại, thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Sử sách đều ghi ba cha con Hồ Quý Ly bị dẫn giải về Kim Lăng. Kim Lăng chính là kinh đô của nhà Minh trước khi rời về Bắc Kinh. Núi Lão Tử thuộc thôn Kim Lăng cách Nam Kinh gần 20 km, vốn là nơi chôn người chết bao đời. Trên núi có vô số người mộ. Ngay cả hai vị vua đầu tiên của nhà Minh cũng được đặt lăng mộ ở Lão Tử Sơn. Sau này rời đô mới mang về Bắc Kinh đặt trong thập tam lăng như hiện nay. Vấn đề còn lại là làm sao tìm được mộ của Hồ Quý Ly giữa một vàn nấm mộ ở đây. Những câu chuyện ngẫu nhiên đến lạ kỳ trên núi Lão Tử Sơn. Xuống sân bay Bắc Kinh, nhóm ông Trật được một cô gái tên Thu Vân ra đón. Cô là người gốc Việt, qua người quen biết, biết ông Trật đi tìm mộ vua Hồ Quý Ly nên tình nguyện làm người dẫn đường. Một chuyện khá ngẫu nhiên là trên chuyến bay đi Nam Kinh, tình cờ một thanh niên ngồi gần đó nghe được câu chuyện của nhóm người đã tới làm quen. Anh giới thiệu là công nhân mỏ, họ Hồ, sống ở Giang Tô, biết rõ địa thế vùng này. Anh đã vẽ bản đồ chỉ dẫn cách đi đến thôn Kim Lăng trên Lão Tử Sơn. Khi đến Kim Lăng, đoàn đã đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc và hỏi thăm. Được cảnh sát ở đây cho biết Lão Tử Sơn có rất đông người họ Hồ, có cả một khu mộ nghe nói của dòng họ người Việt ở đó từ rất lâu rồi. Họ còn nhiệt tình cử một sĩ quan cảnh sát lấy ô tô dẫn đoàn đến đó. Những sự kiện ngẫu nhiên nối tiếp nhau khiến ông Chuẩn tin rằng ông đã gần đến đích. Ông Nguyễn Thiện Đức, năm nay 68 tuổi, vốn là một sĩ quan quân đội nhưng rất đam mê khảo cổ nên đã theo làm học trò của ông Chuẩn hơn 16 năm. Ông kể lại, Lão Tử Sơn là vùng rừng núi rất mênh mông, rộng lớn, ít người, mộ trí rất nhiều. Chúng tôi đi tìm từ sáng tới trưa nhưng chưa thấy dấu tích của mộ dòng họ Hồ. Cả đoàn ai nấy cũng hết sức mệt mỏi. Khi đang đi, bỗng nhiên tôi bị một cành cây quấn vào gấu quần kéo lại. Tôi cúi xuống gỡ cây gai và nhân tiện gột lại dây giày thì thấy có một con đường mòn nhỏ bên cạnh. Linh tính mách bảo tôi thử tách đoàn đi theo con đường mòn nhỏ một đoạn khá xa thì phát hiện một ngôi mộ ghi tên Hồ Văn Hải, chết đã rất lâu. Tôi gọi cả đoàn lại, ai cũng mừng rỡ. Cụ Chuật gieo thử một quẻ kinh dịch, hỏi xem có phải nhà vua không, thì được biết đây chỉ là một mộ người hậu thế. Tuy nhiên, đây là cơ sở để chúng tôi vững tâm bắt đầu đi tìm các gia đình có người họ Hồ ở gần đó để dò hỏi thêm. Một cụ già cho biết, bà cũng nghe kể lại dòng họ Hồ của bà có nguồn gốc Việt Nam rất lâu từ trước. Xưa kia, trên đỉnh Lão Tử Sơn còn có ngôi mộ tổ dòng họ Hồ ở đây. Trên đó còn có cả nhà giam giữ ngày xưa. Trong khi mọi người đang mừng rỡ thì bà cụ khiến không khí chừng lại khi nói rằng theo như các bộ lão trong thôn kể lại, hồi Thế chiến thứ hai, quân Nhật kéo đến chiếm Nam Kinh. Chúng đã chọn đỉnh Lão Tử Sơn làm nơi đặt trận địa pháo. Nhà giam cùng những ngôi mộ cổ trên đó, trong đó có cả lăng mộ tổ họ Hồ, đều đã bị san ủi. Núi Lão Hồ Sơn nửa ảo nửa thật, nhưng một phần trong hiện tại và phần kia đã chìm sâu vào quá khứ mịt mờ. Với hàng trăm, hàng ngàn người Việt Nam yêu nước đã gửi nắm xương tàn đó đây trên đất khách, chứ có riêng gì Hồ Quý Ly. Đứng trên đỉnh núi nay chỉ còn là bãi đất hoang, cây cỏ mọc đầy. Ông Chuẩn thắp hương, gieo quẻ kinh dịch, hỏi di hài nhà vua còn ở đây không, thì quẻ trả lời còn nhưng không tìm được nữa. Ông Chuẩn bốc lấy hai nắm đất trên đỉnh, gói lại vào tấm vải mang về. Khi từ Bắc Kinh mở ra, thật kỳ lạ khi nắm đất nhìn giống như hai hình đầu người. Hai nắm đất đó sau này đã được đưa về đặt trên bàn thờ của dòng họ Hồ ở Việt Nam.